là tại vì là do xài cái này thôi nha. Bây giờ Hằng sẽ nói như thế này nè, đây không phải là một cái sản phẩm mà để làm thơm nách của mọi người, bởi vì nó sẽ không có những cái mùi đó, nó sẽ hỗ trợ theo cái phương pháp đó là giúp cho tiết kim đêm cái, cái mồ hôi nó toát mồ hôi giảm bớt toát không mồ hôi. nói được à, bớt toát mồ hôi ra phải không? Nó bớt toát mồ hôi ra thì nó ra mồ hôi ít thì nó sẽ đỡ hôi, nó giống như nó kìm lại cái tím mồ hôi của tụi mình đó mọi người, chứ nó không phải là cái dạng giống như những cái lăng nách khử mùi thông thường nhá. Cái này là và nó không gây vàng, không vàng dược mỹ phẩm mà. Đúng không, dược mỹ phẩm và nó không gây vàng nách luôn. Và cái này thì cháy hàng rất là lâu rồi, mấy lần live đều cháy hàng. Hiện tháng tại tháng nay vừa mới có đấy, cả tháng nay vừa mới có bao đấy. Nhiêu suất mà chị hỏi bao nhiêu suất đưa được anh không, còn 500 hả? Nhưng không ghim chưa, cái này xài được thiệt. Còn 5 năm suất cuối cùng, cái này xài được thiệt nhá mọi người ơi, xài được thiệt đấy. Sản phẩm lăng nách này máy như máy mùa hè đâu? Đến rồi, bạn nào mà mọi người đang trong cái tình trạng mà mọi người đổ mồ hôi nắt nhiều rồi đấy, xong rồi mọi người có mùi đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này. Nó là dược mỹ phẩm và mình không cần sử dụng nhiều đâu, nó không giống tuần, như lăng nách thông thường. Một tuần 2 lần thôi. Đúng rồi, một tuần khoảng tầm 2 lần. Trời ơi, ông quay qua mấy lớp áo rồi chết lên kiểu gì. À, thế à? Một tuần khoảng tầm 2 lần hoặc là 3 lần thôi. Và khi mà mọi người bôi lên theo cảm nhận của Hằng ấy, một cái khuyết điểm của nó về cái vấn đề mà hỗ trợ bớt cái mùi đi rất là tốt, nhưng nó có khuyết điểm này. Khuyết điểm của nó đó là nó hơi bị dính khi mà mọi người mới xài. Khi mới xài nó sẽ hơi đặc đặc và hơi dính dính, mọi người phải để cho nó khô, nó một hồi nó thấm vô thì mới ok. Còn cái cảm nhận khi mình mới bôi lên mình sẽ cảm giác giác nó hơi rít rít. 300 phút cuối cùng hết hàng. Ủa nhanh nhở. Mà cái này xài không có hao, một tuần chỉ xài khoảng tầm 2 cho đến 3 lần thôi, nó không phải là những loại khác nên mọi người không được xài nhiều nhá. Cái này nó là dược mỹ phẩm. Nhiều bạn là bảo cái này là thiết kế nhỏ thế, thực chất là cái này là dược mỹ phẩm chứ không phải là mỹ phẩm. Nó chỉ là 30ml nhưng mà đúng mỗi rồi. Tuần mọi người có thể là trời ơi thôi. Hả? Được không? Có không? Lên 5 năm ạ. Ok. Lên 5 năm nữa mọi người nhá. Giúp chị nhá. Lên 5 năm nữa đi. À bầu dùng được không? À, bầu dùng được, bầu dùng được. À dùng thoải mái mà. Dùng không đúng rồi. Bầu dùng được. Bà bầu dùng được nha mọi người. Chỉ cần thôi nắp là xài. Mọi người ở Pháp nhá. Cái này nhái đầy luôn, người ta nhái của em đầy luôn mà trong vòng 1 tháng mình không có hàng là nhái. Lấy cả hình ảnh của chị cầm Superdex mà. Hôm qua chị mới thấy. Lấy cả hình ảnh của chị cầm Superdex này. Là nhưng mà vào giỏ hàng thì toàn sản phẩm khác. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Nên là mọi người để ý nhá. Superdex này hiện tại ấy là chỉ bên mình độc quyền thôi, độc quyền phân phối chứ không có bán online gì. Mọi người xem cái thiết kế hôm kia là có khách mua về 200 suất thôi. Mua về thì cái con lăn này này nó nhỏ nước ra này. Đó, hàng nhưng mà không phải mà. Là thì đấy. Hàng fake thì phải làm sao cho người ta biết là fake chứ. Đúng rồi, cái này dùng cực kỳ ok. Rồi thôi 200 suất mình cất đi em. Chị nghĩ là không cần phải nói gì đâu. Hết rồi phải không? Biết ngay mà. Rồi rồi. Nhưng mà táo 30 phút lên. Ở trong nắng hả? Rồi áo trong nắng. Áo okay. Của cái gì? Táo cứ mỗi 30 phút là lên một lần đó mọi người. Khẩu trang khẩu trang UV. Thế mà không tặng mấy anh em trên kia. Đi nắng suốt đi. Ở đâu? Bên Angola ấy. Ship ra một thùng. Đấy. Ship ra một thùng giùm em. Đúng rồi, cái này thực chất là đi làm Angola. Nông nghiệp, đi làm nông nghiệp. Angola là phải đeo cái này em. Angola đeo cái này. Tất nhiên rồi. Đeo cái này nè. Nó kính không còn một cái gì luôn. Ui. Đeo cái này nó kính mất luôn. Cái đó là nam đeo màu đen thì đeo. Ôi thôi là nam đeo màu hường đi em. Đây. Đeo màu hường em. Nam đeo màu hường. Ở đây có màu xám nào. Sao lại là đâu nào cũng được nhỉ? Hả? Tưởng là phải. Hả? Thế là vào đâu nào cũng được á? Ngược hay là xuôi gì cũng thì đeo cũng thử vào. Đi, đeo thử đi mới biết. Đeo em. Đâu lại ủa cũng đúng thiệt. Thế mà thế này được á, được thế nào, cái này được. nhiều khi khẩu trang nha, em thường nhá là em lấy bất kỳ cái khẩu trang nào thì em phải nhìn là cái đầu nhỏ lên là cái mũi đấy, còn cái này cứ xoay về đâu nó cũng đeo được. Đấy, xoay cái này thì cũng đeo này. À cũng được. Rồi bây giờ là nó xoay lại như có này. Nghĩa là mọi người muốn đeo đúng cái đầu nào được. Cũng được, muốn đeo đầu nào thì đeo mọi người nhá. Rồi đây bây giờ bây giờ chị test trước em coi nè, mỏng không? Vâng. Rất là mỏng. Đúng rồi.